Dương Bình Vương, Dương Tam Kha. Ngô Quyền làm vua được 5 năm, từ năm 939 đến năm 944 thì mất, thọ 48 tuổi. Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập làm vua là Dương Bình Vương từ năm 944 đến năm 950. Dương Tam Kha cướp ngôi 6 năm. Tam Kha là anh, có sách chép là em của Dương Hậu, là gia thần của Tiền Ngô Vương, tiếm xưng là Bình Vương. Ất Tỵ năm 945, Dương Tam Kha năm thứ nhất, Tấn Khai Vận năm thứ hai. Lúc trước Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có di chúc giao cho Tam Kha giúp lập cho con. Khi vương mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Sương Ngập Sợ chạy về Nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Sương Văn làm con mình. Các con thứ của Ngô Vương là Nam Hưng, Càn Hưng còn bé đều theo Dương Quốc Mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Sương Ngập. Tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh lệnh. Lệnh Công sợ bèn giấu Sương Ngập trong động núi. Tam Kha biết lại đòi bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: dụng tâm của Phạm Lệnh Công thật là trung. Tam Kha là kẻ gian thần mà đuổi con đích của vua để cướp ngôi, lấy Sương Văn làm con mình chẳng qua là lời lẽ che đậy giả dối, ai mà biết được. Và lại lúc ấy người trong nước ai cũng xem Tam Kha là vua, mà Lệnh Công dám che giấu cho Sương Ngập, muốn cho dòng dõi họ Ngô không tuyệt tự. Việc của Trình Anh chữ Cửu lại thấy ở đây. Ai bảo một nước rộng lớn mà không có trung thần nghĩa sĩ. Đinh Mùi năm 947, Dương Tam Kha năm thứ ba, Hậu Hán Cao Tổ Lưu Chi Viễn lên ngôi vẫn dùng niên hiệu nhà Tấn. Thiên Phúc năm thứ 12, năm ấy nhà Tấn mất. Canh Tuất năm 950, Dương Tam Kha năm thứ 6, Hán Ẩn Đế Thừa Hựu vẫn dùng niên hiệu Càn Hựu năm thứ 3. Tam Kha sai Sương Văn và hai chỉ huy sứ họ Dương họ Đỗ đem quân đi đánh hai thôn đường Nguyễn ở Thái Bình. Đến Tử Liêm, Sương Văn ung dung bảo hai sứ rằng: đức của tiên vương ta thấm khắp lòng dân, phàm chính lệnh ban ra không ai không vui lòng nghe theo, không may lìa bỏ quần thần. Bình Vương tự làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của anh em ta, tội không gì to bằng. Nay lại sai bọn chúng ta đi đánh ấp không có tội, may mà đánh được thì thôi, nếu họ không phục thì làm thế nào? Hai sứ đều nói: xin theo lệnh của ông. Dương Văn nói: ta muốn đem quân quay lại đánh úp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, có nên chăng? Hai sứ đều trả lời là nên lắm, bèn quay về đánh úp Tam Kha. Mọi người muốn giết đi. Dương Văn nói: Bình Vương đối với ta có ơn, sao nỡ giết? Bèn giáng làm Trương Dương Công, nhân đó ban cho thực ấp nay là Trương Dương Độ. Năm ấy nhà Hán mất. Lê Văn Hưu nói: đuổi con vua mà tự lên làm vua là tội công, nuôi con vua làm con mình mà cho thực ấp là ơn riêng, đuổi Sương Ngập mà tự lên làm vua là bề tôi phản nghịch. Đối với nghĩa thì hẳn là không dung được, tội phải chết. Hậu Ngô Vương không trị tội, lại vì ơn riêng nuôi dưỡng mà không nỡ ra hình, lại ban cho thực ấp, há chẳng lầm to hay sao? Nguồn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản cùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.